Thầy về Việt Nam có người học trò nào hát hay hơn thầy đừng quên em nha. Người phụ nữ ngồi bên cốc lê khắp ngã thầy ngồi chạy say mềm nhẹ nhàng xéo trên sàn đêm cùng già nghe bao lời điên của khách xa hồ say mềm ta người chân ngã kiếp sự người trẻ.